Thưa quý vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông là chủ đề phối hợp tuyên truyền của các cấp hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, ban chỉ huy quân sự và công an cơ sở trong năm 2021. Sau khi dịch tạm thời lắng xuống, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp với đoàn thanh niên, ban chỉ huy quân sự và công an xã phường mời báo cáo viên chuyên trách về an toàn giao thông thành phố về thông báo tình hình an toàn giao thông trên cả nước nói chung và nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường nói riêng, đồng thời cảnh báo các hành vi thường dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, vượt đèn đỏ chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường phần đường quy định, rẽ qua đầu xe tải khi tầm nhìn hạn chế. Thông qua buổi tuyên truyền này thì tôi nhận thấy được những cái mà chúng ta hay gặp trên xa lộ cũng như là trên tuyến đường mà chúng ta hay đi di chuyển. Thì có những cái điểm mù là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý để sau này chúng ta khi di chuyển thì chúng ta không bị vấp phải những cái tình trạng như đó. Cũng qua cái buổi tuyên truyền này thì chúng ta nhận thấy được là sự nguy hiểm tiềm tàng của tai nạn giao thông, và đặc biệt là tìm hiểu rõ hơn về cái nghị định 100. Thông qua đó thì chúng ta biết được mức phạt cũng như là cái quy định mà chúng ta sắp tới chúng ta phải di chuyển và phải biết. Thông qua các buổi nói chuyện, chuyên đề, các hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, phòng tránh, giảm thiểu tai nạn, nhắc nhở người thân, tuân thủ quy tắc đi đường, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông. Từ cái buổi tập huấn hôm nay, thì tôi cũng hy vọng rằng là tất cả các ban ngành đoàn thể về các tổ chức chính trị xã hội trong toàn phường, thì là những hạt nhân trực tiếp, là hạt nhân nòng cốt ở cơ sở để vận động người dân trong quá trình tham gia an toàn giao thông để đảm bảo chấp hành tốt những quy định mà trong quá trình mình tham gia giao thông trên các tuyến đường. Không chỉ tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các địa phương còn có các hoạt động lồng ghép, tẩy xóa quảng cáo rao vặt sai quy định, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, không đổ rác, nước thải ra đường, ra quân vận động nhân dân chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Qua cái đợt này thì tôi hy vọng rằng từng hội viên, đoàn viên cũng như là bà con nhân dân trong toàn phường sẽ nâng cao được cái ý thức, nhận thức về giao thông đường bộ, chấp hành tốt cái quy định trong quá trình giao thông. Đồng thời là qua đó thì cũng sẽ nhắc nhở và răn đe một số đối tượng cố tình vi phạm, xử lý nghiêm những đối tượng không đội mũ bảo hiểm, chưa đến tuổi điều khiển phương tiện giao thông, không có bằng lái, để tăng cường ra quân và phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường xử lý.